thêm một thương hiệu khuấy động thị trường xe điện mini đi 81 km cho một lần sạc, giá chỉ 180 triệu đồng. Thương hiệu đến từ Vương quốc Anh vừa cho ra mắt mẫu xe điện mini với thiết kế và giá tiền không thể nhỏ xinh hơn. Những chiếc xe điện mini có kích thước siêu nhỏ không còn lạ lẫm với cộng đồng người hâm mộ xe điện và không riêng Việt Nam. Phân khúc này đang ngày càng nóng lên khi hàng loạt thương hiệu đưa ra những quân cờ của mình để chinh phục thị trường. Công ty khởi nghiệp xe điện có trụ sở tại London có tên Ác vừa cho ra mắt chiếc xe có tên gọi Zero của mình. Ác tự nhận mình là hãng xe thuần điện đầu tiên của Anh và Zero sẽ cạnh tranh với Citroen ẩm ý, Opel Rocks Electric, Fiat Topolino cũng như các mẫu xe điện khác cùng phân khúc. Chiếc xe này đang có sẵn duy nhất tại thị trường Anh với giá 5.995 bảng Anh 7.620 đô la Mỹ, tương đương với 180 triệu đồng và đang có kế hoạch mở rộng thị trường ra các khu vực khác khi phân khúc này đang trở nên hấp dẫn. Và với mức giá này, đây là chiếc xe điện mini có giá rẻ nhất tại Anh. Thân xe được làm hoàn toàn bằng nhôm và xe được trang bị động cơ điện 3 mã lực 3 PS 2.2 kW và tốc độ tối đa 45 km h Ngoài ra, pin 80A à của xe cho phép chủ sở hữu đi được 81 km cho một lần sạc đầy từ 6 đến 8 tiếng sử dụng bộ sạc Type 1 đến 7,4 4 kW hoặc sạc Type 2 thông qua một bộ chuyển đổi. Chi phí sạc cho mỗi lần sẽ là 1 euro. Xe có kích thước rất nhỏ với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 2.500 x 1.625 mm, ngắn hơn 200 mm so với chiếc xe cỡ nhỏ quốc dân Mart Fortu và cao hơn so với chiếc Citroen ẩm ý. Kích thước hạn chế cũng chỉ cho phép Zero chở được hai người, với tài xế ngồi trước và một hành khách phía sau. Xe cũng có trọng lượng cực kỳ thấp với 489 kg. Ngoài ra xe có các phiên bản màu đỏ, đen, xám và trắng với các trang bị có sẵn bao gồm màn hình thông tin giải trí kỹ thuật số, đèn LED, cửa sổ trời và camera lùi. Ác cho biết mục tiêu với Zero ngoài mục đích chính là mang lại lợi nhuận thì chiếc xe còn đóng vai trò đưa nước Anh tiến lên trong xu hướng dịch chuyển sang hệ thống giao thông vận tải xanh và sạch hơn, cũng như đảm bảo giao thông bền vững cho tất cả mọi người. Ô tô sẽ được giao cho khách hàng sau 14 đến 16 tuần kể từ khi xác nhận đơn đặt hàng và các đơn đặt hàng hiện tại chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh. Ngoài ra, công ty cũng cho biết họ đang có thêm kế hoạch tung ra thị trường một chiếc xe phân khúc A trong tương lai gần và sẽ cung cấp dịch vụ gọi xe tự lái ở London bắt đầu từ năm tới.